Quý vị thân mến, xem tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 năm Mạng trong năm 2022 Nhâm Dần sẽ giúp cho quý vị nắm rõ được vận hạn của mình trên các phương diện về tiền bạc, sức khỏe, công danh sự nghiệp, tình duyên và gia đạo. Thưa quý vị, tử vi học có nói, mỗi người sinh ra thì đều mang cho mình một số mệnh khác nhau. Không phải ai sinh ra cũng được giàu sang phú quý, sống trong nhung lụa, và cũng không phải ai cũng phải chịu số phận nghèo hèn. Có những con giáp phải qua tới trung vận thì mới có được may mắn và giàu sang. Trong năm 2022 thì chắc hẳn là quý vị tuổi Ất Mão nam mạng đã rất tò mò về vận mệnh của mình sẽ ra sao trong năm mới, đúng không ạ? Thưa quý vị, các nhà tử vi học dự đoán là tuổi Ất Mão nam mạng sẽ có vận may trúng số trong năm 2022. Tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trong phần luận giải về tử vi ngày hôm nay thì Thầy Gia Cát sẽ chỉ rõ cho những người tuổi Ất Mão nam mạng về vận hạn của mình trong năm. Và qua đó thì sẽ nắm bắt được thiên cơ, quý vị hãy dựa vào đó để thay đổi vận mệnh của mình để được giàu sang phú quý nhanh chóng mặt quý vị nhé. Đồng thời thì Thầy Gia Cát cũng đưa ra các phương pháp hóa giải về tử vi cho tuổi Ất Mão nam mạng trong năm nay. Còn bây giờ là phần luận giải chi tiết của lá số tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng trong năm 2022 Nhâm Dần. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng, yên bình trong tâm. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng cho hay, tổng thể vận trình của những người sinh năm cầm tinh con mèo có nhiều sự xáo trộn. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng cho hay, tổng thể vận trình của những người cầm tinh con mèo có nhiều sự xáo trộn. Mặc dù người tuổi Ất Mão không bị ảnh hưởng nhiều bởi thái tuế trong năm Dần, tuy nhiên do số lượng các hung tinh xuất hiện trong nhà tuổi Mão đồng đều nên vận thế hầu hết của những người tuổi Ất Mão trong năm nay sẽ trở nên thăng trầm hơn. Trong số đó, nhân duyên và sức khỏe có thể bị ảnh hưởng bởi hàn trì, thiên không sẽ dẫn đến những điều không may mắn. Tuy nhiên, về tài lộc và sự nghiệp tương đối mà nói sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Những người cầm tinh con mèo cần phải nhờ đến sự trợ giúp của các cát tinh như là Thái Dương và Thanh Long. Trong năm nay bản mệnh không nên làm việc mạo hiểm, nên khiêm nhường, vị tha, làm phúc giúp người khác. Trong nhà có việc lo cho con cháu, ngoài ra bản mệnh hay bị hiểu lầm, khó thanh minh, giải thích. Vì vậy, trong năm Nhâm Dần, những người tuổi Ất Mão có mặt tốt nhưng cũng có mặt xấu. Điều cốt yếu là làm việc chăm chỉ và phấn đấu để cho vận may có thể tồn tại vĩnh viễn bên mình. Bên cạnh đó, bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để được cho ngài tương trợ, che chở, giúp trong năm 2022 Nhâm Dần vận trình được hanh thông, thuận lợi. Sự nghiệp đánh giá 4 sao. Theo tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng, thì về mặt sự nghiệp của những quý ông 47 tuổi rất đáng mừng trong năm Nhâm Dần. Được sự trợ giúp của Thanh Long và Thái Dương, công việc của người tuổi Ất Mão trong năm 2022 phát triển vô cùng thuận lợi. Hiệu quả công việc của người cầm tinh con mèo được nâng lên rất nhiều, có thể thường xuyên hoàn thành rất nhanh nhiệm vụ được sếp giao cho. Không chỉ vậy, tư duy và suy nghĩ của những người tuổi Mão trong năm nay cũng rất tốt. Những người sinh năm 1975 thường nảy ra đủ loại ý tưởng tuyệt vời, giúp lãnh đạo giải quyết vấn đề nên được sếp trọng dụng và đánh giá cao. Sự nghiệp của con giáp này cũng nhờ đó mà suôn sẻ, may mắn hơn. Tài vận đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng cho biết những người này có tài vận rất tốt. Trong năm Nhâm Dần, được sự trợ giúp của cát tinh Thanh Long, những người tuổi Ất Mão năm nay rất lạc quan, cho dù đó là mặt chính tài hay thiên tài. Đặc biệt, vận tài chính của những người sinh năm 1975 vô cùng rủng rỉnh. Người cầm tinh con mèo thường có thể kiếm được rất nhiều lợi nhuận trong việc quản lý tài chính. Không chỉ vậy, một số người tuổi Ất Mão có cơ hội tăng lương, được thăng chức do ảnh hưởng từ sự nghiệp, công danh từ đó mà thăng hoa. Những gia chủ tuổi Ất Mão cũng luôn phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây chính là pháp khí của nhà Phật, được khắc lục tự đại minh chú và thần chú bát nhã tâm kinh. Khi mang theo pháp khí bên cạnh, sẽ được thần Phật che chở,
giúp cho vận trình của năm được hanh thông thuận lợi, công việc suôn sẻ, gia đạo bình an. Hơn nữa, Minh Quang Pháp Bảo được thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Mão, cho nên vật phẩm sẽ phát huy được công năng phong thủy tốt nhất, phù hộ cho gia chủ luôn được may mắn, tài lộc và bình an. Tình cảm đánh giá 4 sao. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng cho hay về mặt tình cảm thì không được tốt cho lắm. Trong năm Nhâm Dần, bị ảnh hưởng bởi hung tinh hàm trì, người tuổi Ất Mão 47 tuổi có thể bị ảnh hưởng bởi đào hoa vượng, gây ra những rắc rối trong hôn nhân trong năm Dần. Trong năm 2022, gia đình của người tuổi Ất Mão tan vỡ, có thể là do các vấn đề ngoại tình. Sự hòa hợp giữa mối quan hệ cũng giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, những người tuổi Ất Mão tốt nhất nên giữ lòng trung thủy, không quậy phá bên ngoài. Nếu không, có thể phải trả giá đắt cho những hành động của bản thân. Sức khỏe đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, năm 2022 nam mạng cho biết vận trình sức khỏe của những người cầm tinh con mèo tương đối xấu, chịu ảnh hưởng của hung tinh thiên không, cho nên sức khỏe của người Ất Mão trong năm nay không mấy lý tưởng. Đặc biệt, một số con giáp sinh năm 1975 có thể lực kém đi trong năm nay, có thể thường xuyên mắc bệnh tật khiến cho cả người trông rất mệt mỏi, suy nhược. Những người này không chỉ suy nhược mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển của các vận khí khác. Ngoài ra, những người này còn gặp các vấn đề về đường tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, đau dạ dày, cũng có thể bị ngộ độc thực phẩm. Một số người sẽ gặp tai nạn khi mà leo trèo. Vì vậy, người tuổi Mão nên nghỉ ngơi nhiều hơn trong năm nay, chăm sóc cơ thể, đừng làm việc quá sức, đảm bảo cho vận trình của năm 2022 Nhâm Dần được hanh thông may mắn. Quý gia chủ hãy luôn nhớ mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân. Đây chính là pháp khí phong thủy, chuyên hóa giải thị phi, tiểu nhân hại lén sau lưng, tăng cường hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống cũng như trong công việc và gia đình. Hung cát. Về tổng thể tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, trong năm 2022 nam mạng có cả tốt lẫn xấu, tương sinh, tương khắc. Bị ảnh hưởng bởi các cát tinh và hung tinh, vận may của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cũng có thể có biến động đáng kể trong năm nay. Trong số đó, sự nghiệp và tài vận cũng như nhân duyên trở nên tích cực hơn với sự trợ giúp của Thanh Long và Thái Dương. Nhưng về mối quan hệ sức khỏe, chúng bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi ảnh hưởng của hàm trì và thiên không. Vì vậy, người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 phải học cách sử dụng điểm mạnh của mình và tránh điểm yếu trong năm nay. Đồng thời, bản mệnh cần phải phấn đấu để phát triển tốt hơn trong những lĩnh vực sở trường của bản thân. Về mặt xấu, những người cầm tinh con mèo cũng nên chú ý và cảnh giác hơn nữa, đừng để các sao hung tinh cản trở đường dài. Tử vi từng tháng. Tử vi tuổi Ất Mão năm 2022 nam mạng từng tháng âm lịch được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Tháng 1 đánh giá 4 sao. Vận trình tài lộc của những người tuổi Ất Mão trong tháng đầu tiên của năm 2022 khá tốt, bị ảnh hưởng bởi không khí lễ hội của năm mới. Tháng này, người tuổi Mão trở nên tích cực hơn trong cuộc sống. Những người cầm tinh con mèo được bao bọc bởi nguồn năng lượng tích cực nên tinh thần của bạn rất sung mãn và tràn đầy năng lượng trong tháng này. Bản mệnh làm việc gì cũng dễ dàng, nhờ đó không ít may mắn được thêm vào tài lộc của con giáp này. Tháng 2 đánh giá 3 sao. Trong tháng này, những người 47 tuổi tương đối bận rộn do công việc dồn dập trong kỳ nghỉ xuân. Cho nên tháng này, người tuổi Ất Mão có thể phải giải quyết nhiều việc vặt. Điều này cũng gây nên không ít áp lực cho bản mệnh. Nhưng may mắn thay, những người cầm tinh con mèo rất đảm đang và làm việc hiệu quả, cho nên về cơ bản bạn không cần phải quá lo lắng và bận tâm quá nhiều về công việc của mình. Những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 cần phải tự mình làm từng bước một, không cần quá băn khoăn, lo lắng. Tháng 3 đánh giá 4 sao. Tổng thể tài lộc của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng này tương đối bằng phẳng. Bị ảnh hưởng bởi tiết thanh minh, nhiệt huyết trong cuộc sống của người tuổi Mão giảm đi rất nhiều trong tháng này. Công việc và cuộc sống hàng ngày của những người cầm tinh con mèo đều tương đối bình thường, cho nên vận trình tài lộc của bản mệnh về cơ bản vẫn không được cải thiện, chất lượng có thể coi là trạng thái dậm chân tại chỗ. Vì vậy, những người tuổi Ất Mão nên điều chỉnh trạng thái trong tháng này và làm việc chăm chỉ hơn. Có như vậy, con giáp này mới giúp tài vận của mình phát triển. Tháng 4
đánh giá 3 sao. Tử vi tuổi Ất Mão, sinh năm 1975, năm 2022 năm mạng, cho vận trình tình cảm của những người này không mấy khả quan trong tháng này. Bị ảnh hưởng bởi sao hung tinh hàm trì, những người tuổi Mão đã kết hôn và có gia đình có vận trình tình duyên khá mâu thuẫn, xung đột trong tháng này. Bạn sẽ thường xuyên xảy ra xung đột hoặc cãi vã với người bạn đời của mình vì một số vấn đề nhỏ nhặt. Tháng 5, đánh giá 4 sao. Người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 có vận trình tài lộc rất tốt trong tháng này. Với sự trợ giúp của cát tinh, những người tuổi Mão có thu nhập kinh tế khá ổn định trong tháng này. Bạn có thể nhận được nhiều khoản thu nhập dồi dào. Đặc biệt là về tài lộc, thu nhập từ lương bổng cũng tăng cao do sự nghiệp thăng tiến. Con giáp này có cơ hội tốt để thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc trong tháng này. Tháng 6, đánh giá 2 sao. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975 dễ gặp tai nạn thương tích trong tháng này. Chịu ảnh hưởng của sao hung tinh, thiên không, người tuổi Mão có thể gặp tai họa về máu và tinh thần trong tháng này. Chẳng hạn như tai nạn xe cộ, té ngã hoặc xung đột thân thể do ẩu đả, xung đột sẽ mang đến những tổn thương về thân thể cũng như là tinh thần cho người tuổi Mão. Vì vậy, người tuổi Mão nên chú ý tăng cường phòng tránh trong tháng này, bản mệnh chủ động tránh ảnh hưởng các sao hung tinh, đừng để cho nguy hiểm có cơ hội tác động lên cuộc sống của mình. Tháng 7, đánh giá 4 sao. Vận trình sự nghiệp của các quý ông tuổi Mão sinh năm 1975 khá là khả quan trong tháng này. Với sự hỗ trợ của ngôi sao may mắn Thái Dương, sự nghiệp của người tuổi Mão rất tốt, hiệu quả công việc rất cao, có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách dễ dàng. Không chỉ như vậy, một số người tuổi Mão có kinh nghiệm thường có thể góp ý cho công ty trong tháng này nên cũng được lãnh đạo đánh giá cao và trọng dụng. Nếu bạn có thể tiếp tục duy trì trạng thái tốt như vậy thì việc tăng lương thăng chức cũng không thành vấn đề. Tháng 8, đánh giá 4 sao. Vận trình tình cảm khởi sắc trong tháng này, tuy nhiên có sự can thiệp và ảnh hưởng từ sao hung tinh hàm trì trong năm Dần. Nhưng may mắn thay, phần lớn người cầm tinh con mèo đều biết cách nghiêm khắc với bản thân, bản mệnh cũng có thể kiềm chế ảnh hưởng của vận đào hoa trong cuộc sống, nên tình duyên của bạn trong tháng này vì vậy sẽ được cải thiện. Tháng 9, đánh giá 5 sao. Người tuổi Mão 47 có vận trình tài lộc tốt trong tháng này. Với sự giúp đỡ của cát tinh, một số người tuổi Ất Mão đã đầu tư vào quản lý tài sản và có thể thu được rất nhiều lợi nhuận từ cổ phiếu hoặc quỹ trong tháng của tháng này. Vì vậy, kinh tế và tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rất nhiều. Tuy thu nhập của những người sinh năm 1975 có tăng lên, nhưng tuổi Mão cũng nên chú ý đến vấn đề kiểm soát chi tiêu. Bạn không nên tiêu xài hoang phí, nếu không sẽ dễ cản trở sự giàu có của bản thân. Tháng 10, đánh giá 4 sao. Vấn đề sức khỏe của người tuổi Ất Mão trong tháng này cũng khá lạc quan. Tại thời điểm này, người cầm tinh con mèo sinh năm 1975 càng thêm hăng hái, tinh thần thoải mái, bản mệnh thể hiện khía cạnh vui vẻ hơn trong cuộc sống. Tính tự giác nghiêm túc và chăm chỉ có thể giúp ích cho nhiều thành viên trong gia đình. Người tuổi Mão tăng cường thể lực nên hầu hết những người này trong tháng này đều có thể sống rất thuận lợi, vui vẻ. Về cơ bản, bản mệnh rất ít khi bị bệnh tật quấy rầy. Tháng 11, đánh giá 3 sao. Tổng thể đường tài lộc của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong tháng này nhìn chung ở mức trung bình. Vận may về mọi mặt của bạn trong tháng này tương đối ổn định. Về cơ bản, người tuổi Mão sẽ hiếm khi bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài hay là chiêm tinh. Vì vậy, những người này chỉ cần tận hưởng cuộc sống của bạn. Tháng 12, đánh giá 4 sao. Thời điểm cuối năm, tuổi Ất Mão có thể phải lo chuẩn bị đón năm mới và làm việc nhà, nên tổng thể tài lộc sẽ có chút náo nhiệt. Nhưng may mắn thay, những người tuổi Mão sinh năm 1975, nam mạng, lại có năng lực tốt. Bạn có thể quản lý gia đình tốt, cho nên hầu như đều giữ được trạng thái ổn định suôn sẻ về tài lộc. Trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng trong năm 2022 nhâm dần. Và phần luận giải trên cũng là phần luận giải hết sức chi tiết và đầy đủ cho tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nam mạng. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và Phong Thủy Gia Cát cũng hy vọng rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức về tử vi và các cách hóa giải trong phong thủy để giúp cho chúng ta có được một năm 2022 may mắn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.